Chào cái cảnh, chào cả nhà nhá. Hôm nay trời mưa ở nhà, vừa thay được cái chậu gốm Đồng Nai thôi, gốm Hoàng Đồng Nai này. Xịn nha, cái chậu Bát Tiên 49.17 đây. Đây mình mua 2,5 triệu. Rồi kết thúc. Ngày 49/17 cho cái túc bonsai trong nhà này. Cái túc mình mới cắt lại nên đang bật trời. Rất là lùn được. Mình mới cắt cái cành này đang bật chồi lui này, sẽ làm một cái tán ô nó tấm lắm. Không ai mình phân chào quảng cáo chậm. Cách chơi thôi. Là chính rồi đấy. Sao này vui á, cái tán này, cái tán lấm dày răm rồi, cắt trời rất là chân móng rồng hết rồi. Chậu này 49 nhé, 17. Đôi chân ta đi.
đẹp luôn. Cho bạn nhé. Này. Nha. Cao 50 rồi. Quanh 90. Này nuôi tán nấm. Đó chậu đẹp nữa này, quá đẹp.
cục nhé. Cũng đẹp lắm. Tiến hết tính cái cùng. Cùng người lỗi lên. Năm mươi. Dạ. Đặc xịt xịt luôn. Chào cả nhà nhé.